Ok, xin chào các bạn. Hôm nay Phan Anh mới mua thêm một cái sản phẩm công nghệ mới nên là sẽ làm một cái review. Đây là một cái lĩnh vực mà Phan Anh không có kinh nghiệm bằng lĩnh vực về marketing hay là bán hàng hay quảng cáo. Nhưng mà cũng chia sẻ cái niềm vui với mọi người. Thì mình có dùng một cái máy Mac, đây là Mac 2015. Tuy nhiên hiện nay thì cũng hơi cũ và hơi chậm hơn so với cái yêu cầu của mình. Nên là mình cũng mong muốn đổi một cái máy mới và mình mới lấy một cái máy MacBook Pro đời mới nhất của 2019, bản 13 inch. Tại vì tại sao mình thích cái bản 13 inch? Bởi vì là mình cái nhu cầu của mình chỉ cần thế thôi. Bản 15 inch thì với mình nó hơi to. Ok, ở đây là còn nguyên đai, nguyên kiện, nguyên tem, nguyên mác, đúng không? Với một cái thiết kế rất là đặc trưng của Apple, đúng không ạ? Với vỏ màu trắng, bọc ni lông. Bây giờ mình sẽ bóc ni lông ra và mình sẽ xem là bên trong nó có những cái gì, đúng không? Ok, sẽ và cái ni lông này nó cũng tương đối là chắc đấy ạ. Rồi, rách rồi đây ạ. Cái cảm giác bóc tem một em gì đó mới cũng thú vị đúng không? Cũng giống như một đứa trẻ thích đồ chơi thôi. Ok, chúng ta sẽ mở nhá. 1, 2, 3 nào. Wow. Alright. Và đây là một cái máy có màu xám. Ở tiếng Anh nó gọi là space gray, tức là màu xám không gian. Màu xám không gian, hay còn Việt Nam thì mình cứ gọi là màu xám thôi. Đây, máy thì sẽ nhỏ hơn cái máy 2015 này một chút, bởi vì là người ta làm tràn viền. Và đặc biệt là cái bản 2015 này thì Apple đã bỏ đi các cái cổng cũ và thay bằng bốn cái cổng gọi là cổng Type-C, gọi là tạm gọi là cổng loại C. Thì cái cổng loại C này thì bắt buộc mà muốn kết nối dữ liệu thì chúng ta phải mua một cái cáp chuyển đổi, ví dụ như cáp USB này, rồi cáp VGA hoặc cáp HDMI. Thì đấy là ba cái cáp mà có lẽ là người Việt chúng ta hay sử dụng. Và đối với nghề giảng viên đại học như tôi là hay trình chiếu thì tôi sẽ phải mua cái cáp chuyển đổi kết nối VGA với cả HDMI. Và vẫn còn nguyên tem mác đây. Có lẽ là cái ni lông này của nó cũng rất là đẹp. À, tôi sẽ phải cầm cẩn thận rồi rơi thì chết. Wow. Alright. Rồi. Rất đẹp đúng không ạ? Mới tinh mới tinh. Còn thơm cả mùi sơn luôn. Đấy. Rất là nhỏ nhắn chắc chắn bởi vì vỏ nhôm nguyên khối mà. Rồi, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Đây là một cái miếng dán để tránh cái việc là nó bị xước. Sau này tôi dùng thì tôi cũng sẽ phải dùng một cái miếng dán màn hình để vì gấp xuống đây nó sẽ làm cho bàn phím nó làm trầy màn hình, nó làm mất đi cái miếng lớp gọi là chống lóa. Rồi tí nữa ta sẽ review chi tiết cái máy này. Đây là các cái khe này là khe tản nhiệt và loa, đấy là chung nhau khe tản nhiệt đó. Thiết kế rất là mỏng và gọn, nhẹ hơn cái máy cũ này của tôi và mỏng hơn cái máy cũ này của tôi. Và đặc biệt là nó có cái touch bar là cái gì, tức là nó có một cái hàng phía bên trên này thì Apple đã bỏ đi cái hàng bàn phím ở bên trên và thay đó là các cái nút cảm ứng và cái nút power, cái nút khởi động cũng như nút tắt ấy, thì có cho phép bảo mật vân tay. Các bạn có thể trỏ ngón tay vào đây là các bạn có thể thay được tất cả các mật khẩu. Đấy, đây là một cái tính năng khá là mới của Apple và cũng cũng là một cái tính năng để Apple có thể lấy tiền của người khác. Ok. Thì các hệ điều hành của Apple bây giờ đang để là cái hệ điều hành liên quan đến gọi là Jamu hoặc là cái phần mềm mới nhất, cái hệ điều hành mới nhất là Catalina. Thì các bạn có thể cập nhật. Tuy nhiên là phần mềm Catalina tại thời điểm này là tôi đang ghi hình là cuối tháng 11 năm 2019 thì nó chưa được ổn định lắm, thì các bạn hết sức là cẩn thận khi update. Tôi thì cũng là một dân chơi công nghệ thôi chứ tôi không phải quá am hiểu quá sâu về phần cứng hay phần mềm. Nói chung là cũng 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 thích, cũng có điều kiện mua sắm nhất định chứ không phải là mình là một người quá am hiểu.
Và đây là cáp của Apple, và cáp sạc này cũng gần giống như là cái sạc điện thoại mà chúng ta vẫn thấy. Đấy, trước đây nó là một cái cáp dính, tôi thích cái cáp dính này, nhưng bây giờ thì Apple đã bỏ đi rồi, thì là các cắm là plug. Trước đây là cái cáp dính bằng bằng nam châm, tôi khá là thích, và đi kèm với cái cục sạc của Apple đây, và đi kèm với cục sạc. Và cục sạc này thì nó khắc phục cái nhược điểm của Apple trước đây, đấy là các bạn sẽ rất là dễ bị gãy cái phần dây, do là chúng ta hay cuộn. Bây giờ thì người ta làm như này thì sẽ đỡ đi rất là nhiều, và bận đỡ đi rất nhiều. Cái thiết kế cục sạc thì không có gì thay đổi cả, nó chỉ khác cái là trước đây là nó không rút ra được, nó liền và nó rất hay bị gãy. Bây giờ thì nó đỡ hơn. Đấy, nếu mà bạn mất cái cục sạc này, bạn mua bây giờ cũng khoảng 3 triệu, đồ của Apple rất là đắt. Còn vì sao thì các bạn biết rồi. Và nó cũng cho ta một cái hộp hướng dẫn, rồi mấy cái con đề can, đấy, không hiểu sao Apple sẽ luôn luôn cho mình một cái bộ đề can này để dán cái gì đó. Tôi có rất là nhiều cái bộ đề can này. Cái này là mua iPhone mới. Thế thôi, hướng dẫn cách sử dụng một chút, nói chung là khá là đơn giản. Và thường thì những người mà đã sử dụng nhiều lâu năm rồi thì có lẽ cũng không cần đến sử dụng đến cái này. Như vậy là xong, hết rồi. Ở đây là một cái khay nhựa để nó để đồ thôi, đúng không? Sạc, rồi thì dây. Và thường thì sau khi mà chúng ta đã sử dụng thì chúng ta sẽ không dùng đến cái hộp này nữa, chúng ta có thể cất đi. Đấy, trong nhà tôi bây giờ có ba bốn cái hộp này, và đấy, cái hộp này cũng rất là đẹp để trưng bày đây, các bạn có thể nhìn thấy là tôi lấy thêm mấy hộp nữa xuống đấy, bản Pro này, bản E này. Đấy, nhà thì cũng mua thích dùng mà. Lỗi lỗi thì bản E này thì mua cũng mới thôi, dùng văn phòng ở nhà. Đấy, cho nhân viên dùng. Ok, đấy, bản Pro 2015, còn bản này bản Pro 2019 cũng sẽ cất lên tủ. Rồi, bây giờ sẽ cài đặt cái này một chút. Cài đặt cái này một chút thì hơi mất thời gian một chút. Chúng ta sẽ bấm nút khởi động, lần đầu tiên luôn. Thì bây giờ nó sẽ bắt mình set up một chút về cái vấn đề liên quan đến ngôn ngữ, rồi ID, rồi vân vân. Ok, không có pin hay có pin ạ? Hình như là không có pin ạ, phải sạc ạ. Chắc là phải sạc mới lên được đấy ạ. Rồi, tạm thời ta thế nhỉ, tí nữa tôi sẽ cắm sạc và sẽ khởi động cái này lên. Các bạn nhìn đấy, đẹp. Nói chung là đồ của Apple thì tương đối là tinh tế. Đấy, rất là lịch sự, rất là sang trọng, mỏng, thiết kế vỏ nhôm nguyên khối, và đặc biệt là bên trong cái phần này tôi đã xem người ta mở ra rồi, rất là khó sửa chữa, bởi vì cái triết lý thiết kế của Apple là không muốn cho khách hàng sửa để khách hàng phải mua mới, thì như thế mới bán được nhiều hàng đó. Thế thôi, ta tạm thời kết thúc cái video về review hoặc là unbox cái sản phẩm này. Đây là một cái sản phẩm công nghệ mới nhất của Mac, cũng như là của Apple, bán cũng rất là chạy trên thị trường. Hoặc là trên tay tôi đây cũng có một cái điện thoại iPhone 11 Pro Max đây, thì tôi cũng có một cái video review để các bạn xem thêm. Nói chung là dùng thì nó cũng đẹp, đặc biệt là máy ảnh chụp nó rất là xuất sắc. Nếu các bạn muốn dùng mà nó bền vững hơn một chút thì các bạn nên sử dụng thêm cái miếng dán, rồi miếng bọc bọc bên ngoài cho nó đẹp, cho nó bền. Bên trong thì nên dùng một cái miếng dán màn hình. Đấy, và dùng thì pin của Apple nó được khoảng 1.000 lần sạc xả. Thế nếu mà mình dùng ở nhà thì mình nên cắm sạc vào, thì mình sẽ tiết kiệm được cái lần sạc xả đấy. Thế tuy nhiên là thật ra thì trong quá trình sử dụng thì cái máy nó phục vụ mình, chứ mình chả phải phục vụ máy, đúng không? Chỉ làm sao sử dụng tránh rơi vỡ rồi thì các thứ là được. Còn đâu thì độ 3, 4 năm hoặc 5 năm, nhiều nhất là 5 năm các bạn có thể đổi. Đấy, như máy này tôi là mua từ 2015 này, 16, 17, 18, 19, như vậy được khoảng 4 năm, 4 năm rưỡi tôi sử dụng rồi. Vẫn còn chạy tốt, nhưng mà bây giờ sẽ
à, cho người khác đúng không, hoặc là để làm công việc khác thì mình dùng cái máy này cho nó nhanh. Ok, à, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video này. Xin các bạn ủng hộ những cái video bài học cũng như là video review cũng như là video vlog của Phan Anh. Tên tôi là Phan Anh và kênh PA Marketing là công ty của tôi. Tôi rất vui được chia sẻ với các bạn một số những cái mà tôi có. Vâng, không biết là các bạn có thích thú hay không, nhưng mà hy vọng là chúng ta có thể trở thành bạn của nhau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin cảm ơn.